Vâng, em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Mấy ngày hôm vừa rồi em bận quá, em không lên được hàng gửi tới các bác. Thì hôm qua, tối qua có bác hỏi em giò trồn, nhưng mà bác bảo quay cho bác xem kỹ một tí. Nhưng mà cái giò đấy thì tối qua đã bán rồi các bác ạ. Tối qua bán rồi thì hôm nay em lên những cái giò đẹp nhé. Hôm nay em chọn một số cái giò đẹp em lên trước tiên nhé, để cho bác xem nhé. Đây một cái giò trồn như này. Nói chung là hôm nay em chọn những cái giò như này là toàn giò đẹp nhé các bác nhé. Đấy, một cái giò mã số 64 có giá 550.000 nhé. Đấy, độ thuần của nó thì các bác cứ yên tâm nhé. Em đã cho phân dê treo đây rồi, về các bác cứ chăm tưới bình thường thôi. Thì cái chồn này thì nói thật các bác là các bác cứ mua cái thời điểm này về, các bác vừa được chăm cây, chăm cây khi mà nó ra hoa thì mình cảm thấy nó phấn khởi hơn. Chứ em nói thật các bác, khi mà các bác mà nó đã nụ đã hoa rồi, các bác mà mua thì mua thời điểm đấy, cái thứ nhất là giá nó cao, cái thứ hai là khi mà bọn em gửi hàng về ấy, gửi hàng về đến tay các bác ấy, thì nụ nó ra hoặc là hoa nó nở về đến tay các bác nếu mà nụ thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút ít, còn nếu mà hoa thì về thì các bác đến tay các bác thì khả năng nó cũng tàn rồi. Bác nào ở khu vực quanh quanh miền Bắc này thì về sớm còn được chơi đây, còn ở xa thì nó tàn rồi. Đấy, cho nên là các bác mà chơi lan là chơi hoa và chơi thân lá, cho nên là các bác cứ thời điểm này các bác sưu tập là tốt nhất. Đấy, cây cối đẹp như long lanh như này nhé các bác nhé, đẹp long lanh như này. Đấy, 64 550.000 các bác nhé, mã 64. Đấy, hôm nay đây giò nữa nhá các bác nhá. Đấy, em lên những cái giò nó đẹp đẹp cho các bác sưu tầm cho nó đã. Đấy, giá nó có cao một chút thì các bác chơi mất công chơi, các bác chơi cho đã rồi. Cây quá đẹp luôn các bác này, chất cây chất lá chồn này chỉ có Lai Châu thôi nhá các bác nhá, và một số cái địa bàn nó giáp danh với Lai Châu, mà Lai Châu không phải huyện nào cũng có đâu, cho nên là các bác mua ngoài Lai Châu ra thì đa số là hàng Lào nhé các bác nhé. Chồn này Lai Châu thì nó cũng chỉ có một huyện thôi. Đấy, và một số cái địa bàn giáp danh với huyện đấy thôi, đó là huyện Sìn Hồ của Lai Châu nhé các bác nhé. Mã số 77 500.000 đuôi chồn Lai Châu, mã số 77 500.000. Đấy, em lên cái hàng rẻ tiền hơn một chút nhé. Đấy, rẻ tiền hơn một chút, cây cối nó nhỏ hơn một chút nha các bác nhé. Đấy, đấy các bác cứ nhìn thì các bác biết, nói chung là nó cây cối của nó thì cũng tương đối đẹp đấy các bác ạ. Mã số 39 có giá 300.000 các bác nhé. Đấy, 300.000. Đấy, 300.000. Đấy, em quay kỹ cho các bác nhìn nhé. 300.000, mã số 39 đuôi chồn Lai Châu. Nói chung là các bác mà cứ sưu tầm những cái hàng mà tiền nó cao cao một chút thì các bác chọn được những cái hàng đẹp về các bác chơi cho nó sướng. Cái này là không số nha các bác nhé, đuôi chồn không số có giá 200.000 nhé, không số. Đấy, không số có giá 200.000 nhé các bác nhé, 200.000 đuôi chồn không số. Đấy, trồng như này 200.000 các bác, cái đuôi chồn không số. Tiếp theo em lên cái giò kiểu vuông nhé các bác nhé, giò kiểu vuông duy nhất đây, 250.000 mã số 90, 250.000 giò kiểu vuông như này. Đấy, tiếp theo em lên kiểu vàng nha các bác nhé, kiểu vàng Lai Châu đây. Đấy, những cái cục như này thì nhà em rất nhiều nha các bác nhé, những cái cục như này em ghép trên một cái gỗ, một cái cây hoàng thập kèn Lai Châu nó hay sống đấy, nó hay bám vào những cái cây này, nó sinh sống ở rừng đấy.
Đấy, độ thuần của nó thì các bác nhìn này, dễ nhé, bóng vong tròn luôn, cực kỳ đã. Đấy, một cái giò như này kiều. Đấy, một cái giò như này các bác nhé. Cái này là mã 69, có giá 280.000, 280.000 cho mã 69 này nhé các bác nhé. Kiều vàng. Kiều vàng tiếp theo nhé các bác nhé. Kiều vàng tiếp theo, mã số 68, 200.000. 200.000 các bác nhé, mã số 68. Cái này thì đến đúng quy trình của nó ra thì cũng đến khoảng tầm tháng 4 nó ra hoa nhé các bác nhé. Có nghĩa là ăn Tết xong là các bác cứ đủ đỉnh các bác chơi thì bắt đầu nó có hoa. 200.000, mã số 68. Kiều vàng tiếp theo. Đấy, đây một cái đơn như này, 250.000 các bác nhé, mã số 62, 250.000, 250.000. Đấy, mã 62 các bác nhé, 250.000, mã 62. Đây em lên cho bác giò hạc vĩ nhá, hạc vĩ toàn thân thủ đẹp nhá các bác này. Đấy, em cho sát vào cho các bác nhìn đánh giá thân thủ của nó mập to đẹp nhá. Những cái này về này, khi mà về nó nở hoa thì nó mới là chuẩn không bông nhá các bác. Đấy, một giò hạc vĩ đẹp long lanh này, mã số 86 có giá là 500.000 nhé. Đây đứng xa xa này các bác nhìn. Đấy, có giá 500.000 các bác nhé. Một giò hạc vĩ này thân thủ rất đẹp các bác. Cái này về đến tay các bác thì chắc là khoảng tầm tháng nữa là nó xuống hết sạch lá đấy, khoảng tầm tháng nữa nó mới xuống hết sạch lá thì lúc đấy thì nó sẽ ra hoa các bác nhé. Ra vào cũng tháng 3, tháng 4 gì đấy, trên em là nó ra vào tháng 4 các bác ạ, trên em cuối tháng 3 đầu tháng 4 nó đã ra rồi, còn một số vùng miền thì khả năng nó sẽ khác. Tiếp theo em lên sơn thủy tiên đây các bác nhé. Sơn thủy tiên mã 63, 350.000 cho một cái chậu sơn thủy tiên nguyên rẻ như này nhé. Đấy, nguyên rẻ. Đấy, em cứ phải quay kỹ cho các bác thì các bác xem, thì các bác cố để ý cho em gái nhé. Thật sự các bác này, một số bác thì muốn kỹ hơn, chụp Zalo ra các thứ, các bác cứ xem thực tế này dễ hơn này, dễ hơn so với chụp ảnh. Đấy, cây cối nó như này, năm ngoái vòi hoa rất nhiều thì 1 2 3 4 5. Đấy, em nhìn thấy có 5 cái thôi, không biết là có 6 cái. Mã số 63, 350.000 cho giò sơn thủy tiên như này. Tiếp theo vẫn là sơn thủy tiên các bác nhé, mã số 65, 250.000. Cỏ nó còn trồng rất tự nhiên này các bác này, cỏ nó còn mọc đầy đây. Đấy, 250.000 cho cái mã số 65 sơn thủy tiên các bác nhé. Tiếp theo em lên mấy cái giò gà đi. Đây, gà siêu mầm gốc đây các bác nhé. Một giò gà như này, mầm gốc rất nhiều. Đấy, mầm gốc nó đang già nhé, các bác nhìn nhé. Đấy, mã số 72, 350.000 cho đùi gà tròn Lai Châu nhé các bác nhé. Một cái này, này thì đa số nó toàn thân hoa thôi, toàn thân hoa, nó có mấy thân năm ngoái nó đã nở rồi thôi, còn đa số là toàn thân hoa, kể cả những cái thân như này nhé các bác nhé, kể cả những cái thân dài này mà năm ngoái nó nở được mấy mắt như này, năm nay những còn những cái mắt còn lại nó vẫn nở nhé các bác nhé. Cho nên là các bác đừng có cắt đi nhé, các bác cứ để nguyên vậy cho em. Và những cái thân như này nó chưa ra hoa nhé, những cái này là những cái thân lỡ, cái trụ trụi như này, thân nó gọi là mầm nỡ của năm ngoái thì năm nay nó vẫn tiếp tục ra hoa cho các bác nhé, chứ các bác đừng có cắt đi mà nó phí đi, vẫn ra hoa bình thường, các bác cứ yên tâm. Đấy, một cái giò như đẹp như này,
mã số 56 330.000 nữa bác nhá. 330.000. Mã số 36 đùi gà tròn Lai Châu. Tiếp theo, mã số 58 vẫn là đùi gà tròn Lai Châu nhé các bác nhé. Vẫn là đùi gà tròn Lai Châu. Cũng 350.000 mã 58. Đấy. Các bác nhìn cái độ thuần này của nó thì các bác cứ yên tâm nhé. Về các bác cứ chăm sóc bình thường thôi, nhưng mà khả năng là bác nào một chốt những cái chậu như này về khả năng là kiếm thêm cho một cái chậu nữa, cũng chậu nhựa như này thôi nhé, các bác trồng cũng thị vào một cái chậu nhựa như này cho nó thoáng chậu. Đấy, các bác lồng vào cho em, mua một cái chậu nhựa to các bác lồng vào cho em. Đấy, lồng vào thì sang năm nó sẽ ra đẹp. Cũng 350.000 các bác nhé, mã 58 độ thuần đây. Bên này thì mầm gốc nó đang ra cũng tương đối nhiều đấy nhá các bác nhé. Đấy, mầm gốc đang ra tương đối nhiều. Đấy, tiếp theo gà tiếp nhá các bác nhé. Cái này thì em nói thật các bác là thân thủ của nó thì cực kỳ đẹp luôn. Và cái điểm thứ hai nữa là nó đang ra mầm gốc chi chít luôn, chi chít mầm gốc ở bên trong này các bác này, các bác nhìn khả năng hơi khó này. Đây em ngửa này lên cho bác, không biết các bác có nhìn thấy không. Thôi nói chung là rất nhiều mầm gốc đang ra như các bác nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ui nhiều lắm, nó phải hơn chục cái mầm gốc đang ra và nó vẫn còn ra nữa nha các bác nhé. Cái này thì chắc chắn là nó phải ra đến gần 20 cái rồi. Đấy. Và thân thủ nó to như này nhé. Cái này là mã 30, mã 73 có giá là 350.000. Giò này tương đối đẹp này các bác này, em nói thật các bác, giò cực đẹp luôn, trông vậy thôi nhưng mà cây cối cực đẹp luôn. Đấy, mã số 92 có giá 200.000. 200.000 đùi gà tròn nhá các bác nhá. Đấy. 200.000. Cái này nguyên rẻ nhá các bác. Đây. Cái này nguyên rẻ. Nguyên một rẻ. Nguyên rẻ thường thường thì nó sẽ ra hoa đồng loạt nhá các bác nhá. Ra hoa đồng loạt. Tiếp theo. Vẫn là một chậu đùi gà tròn nhá các bác nhá. Mã số 787. Mã số 87 có giá 250.000. Đấy. 250.000 cho mã 87 đùi gà tròn. Ô, à cái này này, cái này quên mất. Vừa rồi mấy cái. Đây nhá, các bác nhá, cái này là em đã làm hoa nhá. Đây này. Xiên chỉ đây nhá các bác nhá. Đấy, xiên chỉ đây, sưng hết rồi đây. Đấy, những cái ngón tay em chỉ. Đây này, những cái ngón tay em chỉ là sưng hết nụ rồi nhá. Đấy, sưng hết nụ nhá. Đấy. Những cái nào mà em chiên chỉ thì nó đã sưng hết nụ rồi nhé các bác. Về là các bác kịp chơi Tết. Đấy, đây, như cái ví dụ như cái thân này đây. Đấy, chỉ đây nhé em chiên này. Đấy, đen đen, đầu đen đen này, vẫn còn nguyên này. Và mắt nó đã sưng này. Đấy, mắt nó đã sưng. 250.000 cho mã số 87 các bác nhé. Đùi gà tròn Lai Châu. Đấy, đùi gà tròn nhé các bác nhé. Để em xem lên cho bác cái siêu phẩm gì nữa nhỉ. Thôi từ từ đã nhá các bác nhá. Các bác xem video thì cứ đợi em tí nhá. Em lên hoàng thảo kèn đã. Hoàng thảo kèn. Một thân hoa đây, cái này có một thân hoa và hai mầm gốc. Một thân hoa này khoảng 60 cm. Và hai mầm gốc nhá các bác nhá. Hai mầm gốc đang lên này. Một thân hoa, hai mầm gốc, mã số 13 có giá 200.000 nha các bác nhá. Một thân hoa. Một thân như này thôi em nói thật các bác, riêng cái kèn thì nó lên nó rất tím. Bác nào mà đã từng chơi kèn thì các bác biết đấy, các bác biết đấy, chứ còn bây giờ mà nó trụi lá như này trụi như này các bác nào mới chơi khả năng cũng không biết đâu, hoa nó cực kỳ tím nữa. Cái này thì nó phải rụng hết lá nó mới ra hoa nha các bác nhá. Đấy, 200.000. Đây cái này nhá các bác nhá. Một thân hoa này, hai thân hoa này,
Và một mầm nỡ này, hai mầm nỡ, ba mầm nỡ, ba mầm nỡ này thì nó đang chuẩn bị thắt ngọn nha các bác nhá. Đấy, một thân hoa này, thân này được 40 sen này, thân này được hơn 20 sen này. Đấy, mầm lỡ này thì được hơn 20 sen này. Đấy. Mã số 41 có giá 450.000 nha các bác nhá. 450.000. Hoàng thảo kèn. Kèn rừng Lai Châu nha các bác nhá. Các bác cứ yên tâm về chơi những dòng này thì hoa cực tím. Hoa tím động, tím đẹp đấy các bác ạ. Ôi. Tiếp theo em lên cho bác giò gà Bá Chầu nhá. Giò gà 5 cánh trắng họng đỏ họng Bá Chầu, cái này em đã làm hoa nhá. Đã làm hoa xiên chỉ này các bác này. Đấy, xiên chỉ này. Đấy, 1 2 3 thân này, 3 thân và 2 mầm gốc này. 2 mầm gốc 750.000. 750.000. Và những cái mầm gốc nữa nó vẫn đang lên nhá các bác nhá, cho mã 81. 750.000. Thân ngắn nhất được khoảng 20, thân 40, một thân hơn 40 và hai mầm gốc này vào cái mắt đang sưng này. 750.000 cho mã 81 nha các bác nhé. Đấy, đùi gà tròn 5 cánh trắng họng đỏ họng Bá Chầu đỏ, trên em đặt tên là họng Bá Chầu nha các bác nhé. Đấy, đã làm hoa, cái này thì khả năng các bác được chơi chuẩn Tết đấy. Cái này mà các bác chỉ cần một chậu như này thôi. Một chậu như này khi mà nó nở hoa hoa Tết thì các bác để bàn uống nước cực đẹp luôn. Alo. 750.000. Đấy, em lên một đôi Phú Thọ nha các bác nhá, 5 cánh trắng Phú Thọ, một đôi. Có giá là 250.000, mã số 95, một đôi này 250.000. Mỗi cái khoảng được khoảng nhiêu các bác nhá? Khoảng 30 sen. Hơn 20 sen. Đấy. Hai chậu này là 250.000 cả một đôi này nhá các bác nhá, chứ không phải một chậu nhá, một đôi. Cái dòng này thì em bảo hành tuyệt đối cho các bác là chuẩn 5 cánh trắng Phú Thọ, các bác cứ yên tâm đi. Các bác cứ yên tâm, riêng mua cái dòng hàng mặt hoa này em thì các bác cứ yên tâm. Cũng một đôi như này nhá, mã số 96 cũng 250.000 các bác nhá. Vẫn là 5 cánh trắng Phú Thọ. Đấy, một đôi. Nó cứ hơn 20 sen đến khoảng 30 sen nhá các bác nhá. Đấy. Đấy, những cái thân này hình như không biết là đang nụ hay là đang ra kỳ này. Đấy, khả năng cao là nụ vì em thấy nó nhọn nhọn đầu. Rồi, tiếp theo em lên cho các bác cái món này. Đây. Vẫn là đùi gà Bá Chầu nhá. Cái này thì em cũng mới làm mấy thân hoa thôi. Mới làm mấy thân hoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân. Tổng có 9 thân. Mã số 60, 800.000 nha các bác nhé. Cái này thì thân nó hơi nhỏ một tí, hơi nhỏ một chút nhé, thì em bán rẻ hơn nhé. Đấy, em phải nói rõ trên video. Đấy, hơi nhỏ hơn những cái thân kia một chút. Đấy, em bán này nó rẻ hơn. 800.000 cho mã số 60. Tiếp theo em lên tam bảo sắc nha các bác nhá, 150.000. 150.000 cho chậu tam bảo sắc này, có một cây, hai cây, ba cây. Ba cây. Và có cái cây ở giữa này nó đang đẻ được một con này các bác này. Đấy, một con tí này, rất đẹp này. Cho ăn nắng 100% vàng óng, cây vàng óng luôn các bác nhá. Đấy, tiếp theo em lên giò tam bảo sắc nha các bác nhé. Đấy, một giò tam bảo sắc như này, mã số 47, có giá 700.000 nha các bác nhé. Một giò như này. Hơi đứng tiền, hơi tối. Đấy, các bác nhìn nhé. Đấy, nhìn này. Mã số 47, có giá 700.000. Cho giò tam bảo sắc như này. Nó hơi nặng các bác. Nó hơi nặng cho nên là em... Còn cái trụ tam bảo sắc đây. Cái trụ này nhỏ hơn nhé các bác nhé. Trụ này nhỏ hơn. Mã số
79 có giá là 500.000 nhé các bạn nhé. 500.000, trụ này thì nó nhỏ hơn. Có giá 500.000. Đây. Đây, ta mở sắc đây các bạn nhá. Cái cây này là cây dòng cây xếp nhá, và bản lá này, bản lá hơn 4 sen nhé các bạn nhé. Bản lá hơn 4 sen. Và cây này thì hiện tại này em thấy là nó lại đang đẻ một con đây này các bác này, đang đẻ một con đây nhá. Đấy, đang đẻ một con. Mã số 83 320.000 cho một cây xếp bản lá ngắn, lá to, lá dày nhá các bác nhá. Đấy. Đặc điểm của cây này nó là như vậy, lá ngắn, lá to, lá dày. Đây. Ở đây không biết là em thấy là nó đang đẻ mấy con kiểu gì đây này, không biết là cái gốc của nó, à cái gốc của nó lại đẻ thêm con nữa này các bác này. Đây, đây này, mấy con này. Các bác nhìn hơi khó một chút nhưng mà đây, em dí sát vào nhá. Đấy con nó đây. Đấy. Mã số 83 320.000. Mã số 84 300.000 các bác nhá. Một cây như này thôi. Một cây như này. 300.000. Cây xếp cây đẹp nhá các bác nhá. Các bác kể cái dòng tam sắc này các bác chơi một cây cũng được. Em nói thật các bác ý. Chơi một cây nhưng mà nó ra hai bông hoa để bàn hôm nước cực kỳ thơm. Mã số 74 cuối trắng tháng 8 hàng giống nhá các bác nhá. 200.000. Hàng giống. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay. Mong các bác ủng hộ em, xin chào các bác.